Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1530. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giáo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 25 tháng 3 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 2 trong tiểu đoạn Đổ Sự Cảnh Nguyện, thuộc đoạn lớn thứ 6, xem từ bài kệ tụng thứ 2: Nhược kiến đại trụ, đưa nguyện chúng sanh ly ngã tránh tâm, vô hữu phẫn hận. Đối với bài kệ này, trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã chú thích rất rõ ràng. Cựu kinh dân đại thụ, đây là gì? Phiên dịch sai khác. Danh từ tiếng Phạn có hai ý nghĩa. Từ tiếng Phạn dịch sang tiếng Hán, Trung Hoa sử dụng lối phiên âm thành Tát Đam Bà. Ở Ấn Độ vào thời cổ, Tát Đam Bà có hai ý nghĩa: một là đại trụ, hai là đại thụ. Do đó trong Lục Thập Hoa Nghiêm, bài kệ này được chép là Nhược Kiến Đại Thụ, còn trong Bát Thập Hoa Nghiêm là Nhược Kiến Đại Trụ. Đây là một danh từ mà có hai ý nghĩa. Hai ý nghĩa ấy tuy khác nhau, nhưng cổ nhân giải thích cũng rất có lý. Chúng đều có tác dụng chịu đựng sức nặng, tạo dựng nhà ở. Cây cột chịu sức nặng rất lớn, cây to cũng giống như vậy. Cành lá hoa quả hết sức sum suy, cũng là do thân cây gánh chịu. Vì thế nói theo phương diện này, ý nghĩa có thể tương thông. Đây là những sự vật mà bậc tỳ kheo trông thấy. Trên đường đi ra ngoài khất thực, trong phần trước là thấy người. Trên đường trông thấy người ta, có khá nhiều người tụ tập tán gẫu. Đấy là một cơ hội giáo dục cho người xuất gia, chớ nên xem nhẹ. Niệm nào cũng đều mang đại nguyện độ chúng sanh, niệm nào cũng đều mong giúp cho hết thảy chúng sanh giác ngộ. 141 nguyện trong phẩm kinh này chính là pháp tu của bậc Pháp Thân Bồ Tát. Vì thế từ chỗ này chúng ta thấy được sự học Phật của chúng ta và sự học Phật của Bồ Tát. So sánh hai chuyện ấy sẽ thấy rất rõ. Trong tâm Bồ Tát, niệm nào cũng đều chẳng quên chúng sanh, đều nhằm giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Thì có mấy kẻ đang tụ họp tán gẫu,
Ngài bèn đưa nguyện chúng sanh thuyết thậm thầm pháp nhất thiết hòa hợp. Bài kệ ấy, tức là bài kệ trước bài kệ này, hết sức thích hợp nhu cầu hiện thời. Trong hiện thời xã hội cực kỳ bất hòa, lòng người bộc lộ rõ tánh bột chộp xáo động, xác thực là chỉ mong cầu lợi lộc, niệm nào cũng đều là tổn người lợi mình. Vì thế xã hội xáo động bất an. Mọi người đều biết nhu cầu bức thiết trong xã hội hiện thời là an định hòa bình. Nếu chẳng thể thực hiện an định hòa bình, nói theo tôn giáo phương Tây sẽ là tận thế. Chúng tôi càng nghĩ càng thấy có thể, lại còn càng thấy là dường như chuyện này sẽ hiện tiền rất nhanh chóng. Đấy là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Có biện pháp nào cứu vãn hay chăng? Xác thực là có biện pháp, đặc biệt là Đại Thừa Phật Pháp. Trong niên đại 70, một triết gia người Anh là tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói rất có lý. Để giải quyết những vấn đề xã hội trong thế kỷ 21, chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Hoa và Đại Thừa Phật Pháp. Từ Đại Thừa Phật Pháp chúng ta thấy, đối với bất luận vấn đề nào trong hiện thời, nếu dùng những điều này làm nguyên tắc chỉ đạo để giải quyết hoặc thực hiện sẽ chẳng khó khăn tí nào. Nhưng người hiện thời chẳng tin tưởng Phật Pháp, cứ ngỡ đây là tôn giáo, là mê tín, chẳng mong muốn tiếp xúc. Thứ tốt đẹp như thế, thứ đối với hiện tiền có lợi ích thù thắng khôn sánh như vậy, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, quý vị nói có đáng tiếc lắm hay chăng? Chuyện này chúng ta chẳng thể trách người khác, mà trách gì? Trách bọn tứ chúng đệ tử học Phật chúng ta chẳng thực hiện tốt đẹp. Vì thế khiến cho đại chúng trong xã hội nảy sanh hiểu lầm nghiêm trọng đối với Phật Pháp. Ngẫm xem thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, vì sao người ta chẳng hiểu lầm? Thuở Gia Tu Một Hãng Mặt Đức tại thế, bao nhiêu kẻ tôn kính, bao nhiêu người học theo họ, vì sao? Chẳng có chi khác, rất đơn giản, họ đã làm được. Làm được rồi mới nói, chẳng có ai không phục. Do vậy đấy là những bậc thánh nhân. Thánh nhân và phàm nhân sai khác ở chỗ này, phàm nhân nói suông chứ chẳng làm được, nói rồi làm chẳng được thì chính là gạt người. Thánh nhân làm được rồi ngài mới nói, ngài làm được trước đã. Hiền nhân là học trò của thánh nhân, sau khi đã nói bèn có thể làm được. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải nghiêm túc học tập đạo lý này. So sánh bài kệ này giữa Lục Thập Hoa Nghiêm và Bát Thập Hoa Nghiêm, tôi cảm thấy phiên dịch như Lục Thập Hoa Nghiêm rất hay. Vì sao? Xác thực là quý vị thường thấy cây to trên đường, chứ cột to chẳng dễ thấy cho lắm. Trừ phi có kiến trúc theo kiểu cung điện thì quý vị mới có thể trông thấy cột to. Kiến trúc dân gian thông thường chẳng có cột rất lớn, chẳng dễ trông thấy. Do vậy tôi cảm thấy dịch là đại thụ hay hơn đại trụ rất nhiều.
thấy chuyện này dẫn phát quan nguyện của Bồ Tát ly ngã tránh tâm, vô hữu phẫn hận. Tránh là cội nguồn của sự oán hận. Chẳng có tranh chấp, lấy đâu ra oán hận? Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Những chuyện phát sanh trong cuộc sống hàng ngày đúng là vô lượng vô biên. Bồ Tát nêu ra 141 thí dụ. Một trăm bốn mươi một thí dụ ấy triển khai ra sẽ là vô lượng sự vật lụng dụng mà sáu căn của chúng ta tiếp xúc. Quý vị liễu giải đạo lý này mới hiểu mỗi câu mỗi chữ trong phần kinh văn này đều chứa đựng ý nghĩa rất sâu, hết sức trọng yếu. Pháp thế gian và Phật pháp đều chẳng lìa nhân quả. Khá nhiều chuyện phát sanh, nếu truy cầu nguyên nhân khiến cho sự tình phát sanh, sẽ vĩnh viễn chẳng tìm được cái nhân thật sự. Đến đâu để tìm? Cái nhân thật sự phải tìm trong đời quá khứ. Năm xưa tôi ở Mỹ, các đồng tu ở Mỹ đại khái đều biết, trong thời gian kháng chiến tại Mỹ có một nhà tiên đoán tên là Khải Tây. Tôi có xem truyện ký của người này, dường như là ông ta chỉ học hết sơ trung, chẳng có học vị gì. Năng lực của ông ta nói theo kinh Lăng Nghiêm là do có liên quỷ dựa thân, chẳng phải là năng lực thật sự của ông ta. Liên quỷ ấy rất có duyên phận với ông ta, duyên phận trong quá khứ hết sức tốt đẹp, cho nên liên quỷ đến báo ân, đến giúp đỡ ông ta. Do vậy năng lực của ông ta quá nữa là thể hiện trong khi ngủ, chẳng phải là ông ta thôi miên người khác mà là tự mình ngủ. Trong khi ngủ, người khác nêu ra câu hỏi, ông ta thuận miệng trả lời. Người khác thâu âm ghi chép lại, sau khi ông ta tỉnh giấc đem hỏi ông ta, chuyện gì ông ta cũng đều không biết. Người mắc nghi nan tạp chứng, ông ta đều có thể chữa khỏi. Bác sĩ đã bỏ cuộc, chẳng có cách nào trị liệu, tìm đến ông ta. Ông ta dùng phương pháp này có thể trị lành bệnh của người đó. Ông ta tìm ra nguyên nhân gây bệnh, tìm trong đời quá khứ, tìm được cái nhân gây ra bệnh. Ông ta có năng lực ấy. Sau khi đã tìm ra,
lại còn nói rõ với người ấy nghi lự trong lòng người ấy buông xuống. Đây mới chính là cái gốc bệnh. Sau khi đã hóa giải, người ấy chẳng có nghi lự. Do vậy kết luận cuối cùng chính là hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, như Phật pháp đã nói. Trong tâm quý vị thật sự có hoài nghi, có nghi lự, đó chính là gốc bệnh. Chuyện nghi lự thường là dính dáng đến đời quá khứ. Do đó Khải Tây kết luận, ông ta nói người trên toàn thể thế giới, bất cứ chuyện gì phát sanh trong đời của bất cứ ai, chuyện lớn hay nhỏ, chẳng có chuyện gì là ngẫu nhiên đột nhiên phát sanh, chẳng có nguyên nhân, chẳng thể nào. Nói cách khác, bất cứ chuyện gì cũng đều có nhân duyên trong đời quá khứ, có nhân duyên trong kiếp trước. Nhân trong đời trước là như nhà Phật nói, muốn biết cái nhân trong đời trước, những gì phải hứng chịu trong đời này chính là nó. Muốn biết cái quả trong đời sau, những gì đã làm trong đời này chính là nó. Nhân quả ba đời thì quý vị mới có thể giải quyết vấn đề. Y Tư Lang tức là đạo hồi nói nhân quả hai đời, nhưng tôi đọc kinh Cổ Lang vẫn thấy là nhân quả ba đời. Trong kinh Cổ Lang có sáu tín điều cơ bản, một điều trong ấy là tin vào tiền định. Lời này nói rất hữu lý, nói suông tay. Nếu chẳng có tiền định, Thượng Đế tạo ra loài người, cứ sao tạo người này hưởng phước, tạo ra kẻ kia chịu tội, chẳng phải là Thượng Đế rất không công bằng ư? Há có lẽ ấy. Tin vào tiền định, vấn đề này đã được giải quyết. Thượng Đế tạo ra con người chẳng do ý nghĩ của chính Ngài, mà là do tiền định. Trong đời quá khứ quý vị tu thiện, đời này quý vị hưởng phước. Trong đời quá khứ đã tạo tội nghiệp, đời này quý vị phải chịu tội. Nói kiểu ấy xuôi tai. Tin vào tiền định mà, đời này quý vị nghèo giàu, sang hèn, các hung quả phước được định đoạt bởi những nghiệp nhân do quý vị đã tạo trong đời quá khứ. Điều này giống như Phật pháp đã nói. Nói theo Phật pháp là nhân quả, chẳng phải là do Thượng Đế ban cho quý vị, chẳng phải là do Phật Bồ Tát ban cho quý vị. Phật Bồ Tát chẳng có năng lực ban phước cho quý vị, mà cũng chẳng có năng lực khiến cho quý vị chịu tội. Thật đấy, các hung quả phước là do nghiệp báo của chính quý vị. Tránh là ác duyên, phẫn hận là nghiệp nhân. Chúng tôi nghĩ tới nền giáo dục trong thế giới hiện thời. Năm trước Học viện Hòa Bình thuộc Đại học Quân Sĩ Lang của Úc mời tôi tổ chức một buổi tọa đàm dành cho các giáo sư của họ. Chủ đề thảo luận là làm thế nào để hóa giải xung đột, xúc tiến sự an định hòa bình trên thế giới. Đề mục này rất lớn. Trước đó tôi nghe Học viện Hòa Bình báo cáo,
mới biết tám đại học trên khắp thế giới mở khoa này, mà Đại học Côn Sĩ Lan vẫn dẫn đầu trong tám đại học. Sau sự kiện 11 tháng 9, các giáo sư trong học viện cảm thấy chiến tranh lạnh hay nóng đều chẳng thể giải quyết vấn đề, cho nên đã nghĩ có thể thay đổi phương pháp hay không, vận dụng phương pháp hòa bình. Vì thế vị hiệu trưởng cử hai giáo sư đến Đồ Văn Ba kiếm tôi, mời tôi cùng đến thảo luận vấn đề này. Tôi nghe báo cáo xong, nhận thấy cách nghĩ và cách làm của họ chẳng tìm ra nguyên nhân thật sự gây nên xung đột. Họ lại còn có quan niệm giải quyết vấn đề lệch lạc. Họ cho rằng phương pháp tốt nhất để tiêu diệt khủng bố là trả đũa, dùng vũ lực, dùng gián trả. Chúng ta biết dùng vũ lực, dùng báo thù thì sự oán cừu càng ngày càng kết sâu dày hơn, đời đời kiếp kiếp chẳng hết chẳng xong. Nguyên nhân chánh yếu là vì quý vị cường đại, họ chẳng đánh nổi quý vị. Đánh chẳng nổi thì người ta sẽ nghĩ ra phương thức khác, tức là chiến tranh du kích hoặc chiến tranh khủng bố. Do vậy tôi nói với họ, đấy là một loại hình thái chiến tranh khác dành cho các nước lớn. Quý vị có vũ khí hạt nhân, có quả tiễn, có xe tăng, nhưng thấy đều chẳng dùng được. Cuộc chiến tranh ấy quý vị hoàn toàn chẳng sử dụng được những thứ vũ khí vừa kể trên đây. Trong một năm, hoạt động khủng bố kiểu đó xảy ra 3 lượt, khiến cho lòng người trong cả nước bất an. Hàng ngày luôn sống trong khủng bố, tinh thần của quý vị căng thẳng. Người sống trong cuộc đời căng thẳng, 3 năm thần kinh sẽ có vấn đề. Họ đối thủ của quý vị sẽ chiến thắng. Quốc gia của quý vị có 1/3 dân chúng mắc bệnh thần kinh, hoặc có một nửa bị bệnh thần kinh, như vậy thì họ đã chiến thắng rồi. Quý vị hãy suy ngẫm tình hình thực tế có phải đúng như vậy hay chăng? Phòng ngự chẳng nổi, đấy là chuyện lớn, chẳng phải là chuyện nhỏ. Nếu chẳng thể hóa giải chuyện này, họ hỏi tôi hoạt động khủng bố ước chừng mất bao lâu mới có thể kết thúc. Tôi nói tối thiểu là 300 năm. Mọi người nghe nói đều sững sờ. Thật đấy, chẳng giả. Cổ nhân thường nói oan gia nghi giải bất nghi kết, nhất định phải hóa giải. Quyết định chẳng thể dùng vũ lực, vũ lực chẳng thể giải quyết vấn đề. Từ xưa tới nay, quý vị nhìn vào lịch sử toàn thế giới, có chuyện nào có thể giải quyết bằng chiến tranh? Mỗi lần chiến tranh đều lưu lại hậu quả. Trong lịch sử vẫn chưa có trường hợp nào chứng tỏ chiến tranh có thể giải quyết vấn đề. Chúng ta chớ nên không hiểu điều này. Do vậy tôi hỏi một vị giáo sư già ngồi đối diện với tôi, tôi thấy tên ông ta được xếp hàng thứ hai. Ông ta phải là một vị giáo sư già rất uyên thâm. Ông ta là người Mỹ. Tôi hỏi ông ta, tôi nói ở Mỹ có phải là từ mẫu giáo trẻ con đã được bắt đầu dạy cạnh tranh hay không? Ông ta bảo đúng vậy, dạy cạnh tranh từ nhỏ. Tôi nói ngài có biết hay không, cạnh tranh ở mức độ cao hơn sẽ là đấu tranh, đấu tranh là ở mức độ cao hơn sẽ là chiến tranh. Quan niệm giáo dục ấy chính là đi theo tử lộ.
Ông ta nghe xong ngẫm nghĩ, chẳng đáp lời tôi. Sau đấy tôi mới nói với ông ta, ở phương Đông, giáo dục của Trung Hoa từ bé dạy điều gì? Dạy lễ nghĩa nhường nhịn, nhượng bộ lẫn nhau, chẳng tranh chấp. Hễ tranh chấp nhất định là sẽ có thắng bại. Kẻ thua chẳng cam lòng, lẽ nào chẳng oán hận? Kẻ thắng kiêu ngạo cuồng vọng. Nói theo phía kẻ thua sẽ kích động sự tức giận, kích động lòng ganh tị của kẻ đó. Mâu thuẫn xung đột trong xã hội sẽ nảy sinh từ chỗ này. Phải nên biết điều này. Đấy là vấn đề giáo dục. Tùy thuộc quý vị dạy dỗ theo cách nào. Nói đến giáo dục, so sánh với bất cứ quốc gia dân tộc nào trên cả thế giới, Trung Hoa xác thực là bậc nhất. Nền giáo dục Trung Hoa có lịch sử 5.000 năm, kinh nghiệm 5.000 năm, trí huệ 5.000 năm, phương pháp và hiệu quả 5.000 năm. Nếu quý vị xem kỹ lịch sử sẽ có thể thấy quốc gia dân tộc này vĩnh viễn là hòa bình. Nội bất hạnh nảy sanh cũng bất quá là chuyện trong hơn 100 năm gần đây. Sau cuộc chiến tranh Nha Phiến, người Hoa nảy sanh niềm hoài nghi đối với truyền thống. Niềm nghi hoặc ý là sai lầm. Tiếp đó nhà Mãn Thanh suy bại, diệt vong, tiến vào đầu thời Dân Quốc, quân phiệt ca cư. Kể đó là chiến tranh Trung Nhật. Cuối cùng là Cộng sản thống trị. Vì thế nền giáo dục 5.000 năm của Trung Hoa bị cắt đứt như thế đó. Thời gian thật sự đứt đoạn đại khái là 70-80 năm. 70-80 năm không kể là dài, nhưng cũng chẳng ngắn. Hiện thời muốn cứu vãn vẫn còn kịp. Hiện thời chẳng cứu, nếu qua 5 năm, 10 năm nữa, thần tiên cũng chẳng cứu được. Vì sao? Chẳng có người. Lứa tuổi tôi còn dính líu mấp mé đôi chút với giáo dục truyền thống. Những kẻ nhỏ hơn tôi 5 tuổi sẽ chẳng dính dáng, dẫu mấp mé cũng chẳng có. Nhưng một chút mấp mé ấy vẫn khởi tác dụng rất lớn. Suốt đời này chẳng học theo điều xấu. Chẳng bị dụ dỗ mê hoặc. Chẳng bị dao động bởi tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Toàn là cậy vào một chút căn cơ ấy. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu tam tùy kháng bát thập, thật tùy kháng trung thân. Xác thực là tôi được tiếp xúc bờ mé của nền giáo dục truyền thống trước khi 7 tuổi. Sau khi tôi đã 7 tuổi,
sự giáo dục ấy chẳng còn nữa. Nên giáo dục tư thục đã bị thay thế bởi nhà trường công lập. Chẳng còn những lễ tiết thời cổ đã đổi thành hình thức hiện đại. Khi đó chúng tôi vào trường tư thục gặp thầy bèn quỳ lạy dưới đất. Về sau nhà trường đã thành lập, trông thấy thầy bèn khom mình, chẳng quỳ lạy nữa. Trong tư thục hễ vào học, trước hết nhất định là phải hành lễ 3 lần quỳ, 9 lần dập đầu trước Khổng Tử. Vào trường học chẳng có thứ lễ ấy. Từ xưa tới nay Trung Hoa là lễ nghĩa chi bang. Nếu lễ bị mất đi, bị sơ sót, sẽ chẳng có quy củ, sẽ chẳng có khuôn phép. Nếu con người chẳng có khuôn phép, người ta có thể làm lành, có thể tạo ác. Nếu chẳng có khuôn phép, họ sẽ hướng theo phía làm ác. Rất nhiều người nói kẻ ấy ngay cả cầm thú vẫn chẳng bằng. Thật vậy. Quý vị thấy hiện thời người tạo nghiệp rất nhiều. Điểm đặc sắc trong nền giáo dục Trung Hoa là gia đình. Bắt đầu dạy từ lúc trẻ nhỏ vừa mới được sanh ra. Ai dạy nó? Cha mẹ. Tuy nó rất nhỏ, mới ra đời 2-3 ngày, vừa mở mắt ra nó có thể nhìn, tai nó có thể nghe. Những lời nói, hành vi cử chỉ của người lớn đã tạo ấn tượng cho nó. Nói theo kiểu hiện thời là in vào não. Nói theo Phật Pháp là in vào A-lại gia thức. Hiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Đấy là căn cội của nó, sẽ dấy lên tác dụng rất lớn. Nếu căn cội ấy sâu dày kiên cố, 3 tuổi là nó đã có năng lực phân biệt điều nào là tốt, điều nào xấu, điều nào là đúng, điều nào là sai. Nó có năng lực ấy. Do vậy nó sẽ chẳng học theo điều xấu. Phải dùng dáng căn cội ấy sâu xa, phải dùng dáng cho vững. Vì vậy đây là chuyện của người mẹ. Trong ngũ luân có nam nữ hữu biệt. Ý nói chức trách của người nữ nặng hơn người nam chẳng biết bao nhiêu lần. Khổng Tử là do mẹ Ngài dạy dỗ. Ngài 3 tuổi cha mất, mẹ nuôi lớn khôn, mẹ Ngài đã dạy dỗ Ngài nên người. Mạnh Tử cũng do mẹ dạy dỗ. Các bậc khai quốc nhà Châu như Văn Dương, Vũ Dương, Châu Công, có vị nào chẳng phải do mẹ dạy dỗ? Hiện thời người Hoa gọi vợ là thái thái. Hai chữ thái thái do đâu mà có? Chính là do 3 người mẹ vĩ đại khai quốc của nhà Châu. Bà nội của Châu Văn Dương là Thái Khương, mẹ Ngài là Thái Nhậm, vợ Ngài là Thái Tự. Tên của 3 vị ấy đều có chữ Thái. Quý vị thấy phát xuất từ gia đình họ
Châu Văn Dương là con trai của Thái Nhậm. Châu Vũ Dương là con trai của Thái Tự. Châu Công cũng là con trai của Thái Nhậm. Do vậy gọi là Thái Thái. Thái Thái là mẹ của thánh nhân. Bà ta có thể dạy con cái thành thánh nhân. Nhà Châu làm vua suốt 800 năm, là triều đại dài nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Hoàng đế đời cuối trái nghịch giáo huấn của tổ tiên, làm ngược lại nên mới mất nước. Nếu có thể tôn sùng khuôn phép của tổ tiên, đều có thể y giáo phụng hành, chỉ sợ cho tới thời đại hiện thời vẫn là nhà Châu. Khổng Tử hết sức tán thán chế độ thời Châu. Chế độ ấy do Châu Công định ra. Châu Lễ tương đương với hiến pháp trong hiện thời. Thuở trẻ tôi thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, thầy hết sức tán thán Châu Lễ. Cụ bảo tôi rất nhiều lượt, bảo tôi phải đọc. Tôi có mua sách ấy, nhưng chẳng đọc. Đối với Tam Lễ, tôi chỉ đọc Lễ Ký, chứ Châu Lễ và Nghi Lễ đều chẳng đọc. Vì sau này đã tiếp xúc Phật Pháp, tôi cũng chẳng mong làm chánh trị, cho nên chẳng có hứng thú sâu đậm đối với chúng. Nhưng thầy đã nói quá nhiều lần, tôi biết tầm trọng yếu của bộ sách ấy. Thầy nói mấy ngàn năm qua mãi cho đến hiện thời, chẳng có bất cứ một bộ pháp điển nào có thể sánh bằng Châu Lễ. Thầy Phương bảo tôi như thế đó. Do vậy giáo dục Trung Hoa là giáo dục ấu nhi. Người ngoại quốc chẳng nghĩ tới chuyện này. Cha mẹ ở trước mặt con cái, trẻ thơ sanh ra vài ngày, lời ăn tiếng nói và cử chỉ của cha mẹ đều chẳng thể tùy tiện, hoàn toàn phải để cho trẻ thấy nghe tiếp xúc toàn là những thứ chánh đáng. Nói cách khác, luân lý đạo đức phải do cha mẹ làm cho trẻ nhỏ thấy. Trẻ nhỏ từ bé đã trưởng thành trong hoàn cảnh ấy, suốt đời nó sẽ chẳng thay đổi. Vì thế người mẹ rất vĩ đại. Đời sau tôn xưng người vợ là Thái Thái, danh từ Thái Thái tôn quý khôn sánh. Người hiện thời chẳng biết hai chữ ấy do đâu mà có, cũng chẳng hiểu ý nghĩa thật sự. Là vì người hiện thời phạm lỗi không đọc sách. Ông Thang Ân Tỷ nói rất hay, toàn thể xã hội động loạn dường ấy, lòng người bột chộp xáo động. Nho và Phật đều nói đến tỉnh, đều nói đến định. Nho gia bảo tri chỉ nhi hậu hữu định, định nhi hậu năng tỉnh, tỉnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Lự là do trí huệ sanh khởi, định sanh huệ. Nhà Phật gọi tri chỉ là giới.
Đã tri chỉ rồi thì sẽ có định. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Nếu muốn cho xã hội khôi phục nề nếp bình thường, xã hội xác thực vốn là hài hòa, vũ trụ vốn là hài hòa, tinh hệ là hài hòa, địa cầu là hài hòa, tất cả các sinh vật trên địa cầu vốn là hài hòa. Vì sao hiện thời lại loạn như thế? Ác là do tư duy, ngôn hạnh của những người sống trên địa cầu lệch lạc, đi sai phương hướng. Họ đi theo hướng nào? Đi theo hướng ích kỷ. Ai nấy đều ích kỷ. Ai cũng muốn tổn người lợi mình, lẽ nào chẳng xung đột cho được? Làm sao không oán hận cho được? Lẽ đâu chẳng trả đũa cho được? Đây mới là cái nhân thật sự. Cái nhân thật sự gây ra xung đột là ở chỗ này. Hóa giải bằng cách nào? Để hóa giải mà quý vị đòi hỏi đối phương hóa giải trước thì sẽ chẳng được, sẽ diễn diễn chẳng thể làm được. Thánh nhân dạy mọi người: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chỉ có từ nội tâm của chính mình hóa giải hết sạch ý niệm đối lập với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, vĩnh viễn chẳng đối lập với kẻ khác, vĩnh viễn chẳng đối lập với sự, chẳng đối lập với hết thảy mọi vật, cái tâm của quý vị sẽ bình lặng. Lại có thể buông xuống hết thảy nghi lự phân biệt, buông xuống phiền não, tâm quý vị sẽ thanh tịnh. Vì sao không thanh tịnh? Do ích kỷ, tiếng tâm lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tâm quý vị làm sao thanh tịnh cho nổi? Tâm chẳng thanh tịnh, trí huệ chẳng sanh. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật đã nói rất hay: tính tâm thanh tịnh tắc sanh thật tướng. Thật tướng là trí huệ bát nhã. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay: hết thể chúng sanh đều có trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Trí huệ viên mãn trọn đủ. Nói cách khác, quá khứ hiện tại vị lai, cõi này phương khác, không gì chẳng biết. Là ai vậy? Là bản thân quý vị, là bản năng của quý vị. Này quý vị đánh mất năng lực ấy, vì sao mất? Vì quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, chướng ngại tồn tại. Quý vị có năng lực, đức là năng lực, thường nói là vạn đức vạn năng. Chẳng có thứ gì trong vũ trụ mà quý vị không biết. Năng lực của quý vị đi đâu rồi? Vẫn là do bị những thứ ấy chướng ngại. Tướng là tướng hảo, hiện thời nói là phước báo. Tướng hảo của quý vị nói theo thân thể, thì thân có vô lượng tướng, mỗi tướng có vô lượng hảo,
chẳng phải chỉ là 32 tướng và 80 thứ hảo. Tướng hảo bị mất đi đối với hoàn cảnh sống. Quý vị đọc kinh Di Đà, đọc kinh Hoa Nghiêm, quý vị nhìn vào sự hưởng thụ vật chất trong thế giới cực lạc, thế giới hoa tàn. Chẳng cần nói chi khác, nói đến đất thì hoàng kim di địa, vàng ròng dùng để lót đường. Đường xá trong cõi đất hiện thời của chúng ta là đường trải nhựa. Thế giới Tây Phương là vàng ròng lót đường. Vật liệu để xây dựng cung điện là bảy báo, chẳng phải là gỗ. Quý vị nghĩ phước báo ấy to cỡ nào? Đều là những thứ quý vị vốn sẵn có, vốn trọn đủ, nay đều bị mất đi. Nguyên nhân là do vọng tưởng phân biệt chấp trước, đời đời kiếp kiếp bị hại thê thảm, quý vị vẫn chẳng biết. Đức Phật dạy chúng ta, chỉ cần quý vị buông xuống những đức năng tướng hảo ấy sẽ ngay lập tức hiện tiền. Vì thế buông xuống chấp trước, chẳng còn chấp trước hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, người ấy sẽ chứng quả A-la-hán, vượt thoát lục đạo. Phước báo ấy to lớn. Nếu buông xuống phân biệt, chẳng còn phân biệt hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, sẽ chứng quả vị Bồ Tát. Lại tiến cao hơn một tầng nữa, buông xuống vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Quý vị sẽ nhập cảnh giới hoa tạng, sẽ là thường tịch quang tịnh độ hoặc thật báo trang nghiêm tịnh độ trong thế giới cực lạc. Đức Phật nói lời thật cùng chúng ta. Mê là do chính quý vị mê, ngộ cũng là do chính quý vị ngộ. Phật có muốn giúp đỡ dẫu bằng mảy may cũng không được. Đức Phật chỉ bảo quý vị, ta đã buông xuống, thấy đều đạt được. Nếu quý vị buông xuống sẽ giống như ta, quý vị cũng sẽ đạt được. Đấy là chân tướng sự thật. Kinh Bát Nhã gọi chân tướng ấy là chư pháp thật tướng. Quý vị mới có thể thật sự thấu hiểu. Khế nhập cảnh giới này sẽ là như trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Câu nói này có nghĩa là gì? Toàn thể thân tâm của quý vị và vũ trụ dung hợp thành một thể. Chẳng có sanh diệt. Điều này được gọi là Đại Bát Niết Bàn. Chẳng có sanh diệt. Trung Quán Luận nói bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất thường, bất đoạn, bất nhất, bất dị. Nói đến tám cái bất, đây chính là chân tướng sự thật. Do vậy căn bệnh là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chẳng buông những thứ ấy xuống. Quý vị sẽ chẳng thể nhập thế giới chân thật. Diễn diễn cách biệt chân tướng của thế giới ấy một tầng. Bất luận là từ vật lý hay từ tâm lý đều chẳng được.
Vì thế bí quyết giáo học của nhà Phật là thấy thấu suốt, buông xuống. Chương gia đại sư dạy tôi điều này chúng ta dễ hiểu. Nếu dùng danh từ Phật học, đôi khi chúng ta mê hoặc, đâm ra khó hiểu. Nhà Phật nói là chỉ quán. Quán là thấy thấu suốt, chỉ là buông xuống. Hoặc là như nhà thiền nói tỉnh lự. Tỉnh là buông xuống, lự là thấy thấu suốt. Chúng ta thấy Nho Gia nói đến chuyện này, tuy chẳng tinh vi như nhà Phật, nhưng cũng là có nhắc đến. Truyền thống giáo dục của Trung Hoa lấy nhân làm gốc. Ai muốn thật sự đạt được hạnh phúc mỹ mãn trong một đời, phải dùng điều này làm quan niệm cốt lõi cho sự giáo học. Vì thế người Hoa nói đến phước. Khi thuở thiếu niên, giáo dục nhằm dung dáng căn cội cho quý vị. Căn cơ của phước đức được dung đắp trong tuổi thiếu niên. Người phương Tây cũng khẳng định. Tôi đọc những lời bàn luận của ông Thang Ân Tỷ, ông ta cũng có đề cập nhân cách nhất định phải được bồi dưỡng trước 7 tuổi. Điều này hoàn toàn giống như quan niệm của cổ thánh tiên hiền. Người Hoa nói tam tuế kháng bát thập, thất tuế kháng chung thân, hoàn toàn tương ứng với quan niệm của ông Thang Ân Tỷ. Giống như xây nhà vậy. Dàn khung của căn nhà, kết cấu khung đỡ phải hoàn thành trước khi 7 tuổi. Sau 7 tuổi những thứ thêm vào là những thứ trang hoàng. Thuộc về bề ngoài là trang sức cho nội quan. Nội quan phải chắc thật, phải dựng khung nhà kỹ lưỡng trước. Quý vị nói xem có trọng yếu lắm hay không? Hiện thời những thứ ấy đã bị chúng ta dứt bỏ gần 80 năm. Hiện thời phải thực hiện chuyện khôi phục từ ở chỗ này. Đối với giáo dục trong hiện tại, chúng tôi đề xướng đệ tử quy, đề xướng thập thiện nghiệp đạo. Vì sao? Đấy là căn bản của căn bản, là kết cấu khung nhà. Đệ tử quy là kết cấu khung nhà của Nho Gia, thập thiện nghiệp đạo là kết cấu khung nhà của Phật Pháp. Đối với ý kiến do ông Thang Ân Tỷ đã nêu ra, tôi cũng thêm vào một dấu hỏi. Nho thật sự có thể cứu vãn thế giới này ư? Phật thật sự có thể cứu chúng sanh ư? Quý vị thấy hiện thời người học Phật bao nhiêu? Hiện thời người học Nho cũng không ít. Họ cũng có thể cứu vãn thế giới ư? Họ có thể giải quyết vấn đề trước mắt hay chăng? Hiện nói điều này, mọi người đều nghi hoặc. Vì sao? Hễ nói tới Nho nhất định sẽ nghĩ tới Tứ Thư Ngũ Kinh hoặc 13 kinh. Nói tới Phật nhất định nghĩ đến Hoa Nghiêm Pháp Hoa, những kinh giáo Đại Thừa giống như vậy. Không được rồi. Đó là những món trang sức của chúng. Là cành, lá, hoa quả của chúng. Quý vị phải tìm cho ra cội rễ. Chẳng thấy cội rễ chôn vùi trong bùn đất. Cội rễ của Phật là thập thiện nghiệp đạo. Cội rễ của Nho là cội rễ của nền giáo dục truyền thống Trung Hoa. Nho kế thừa truyền thống giáo học của Trung Hoa.
Cội rễ chính là ngũ luân, ngũ thường, bát đức. Luân thường đạo đức được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày, qua xử sự đãi người tiếp vật, chính là đệ tử quy. Quý vị mới biết thứ này quan trọng. Nếu quý vị nghiêm túc học hai thứ này, sẽ là chúng sanh có phước, có thể giúp đỡ, có thể tiếp nhận, thế giới này còn được cứu. Chúng sanh thật sự chẳng có phước thì tối thiểu là chính mình được cứu giúp. Vì sao? Dẫu thế giới này hủy hoại, đấy là chuyện thường có. Chúng sanh đều bị tiêu diệt, hủy diệt, nhưng linh tánh bất diệt. Cái bị hủy diệt là thân thể, thân chẳng phải là ta. Linh tánh bất diệt, linh tánh tiến cao hơn, chẳng bị đọa xuống. Nếu quý vị có ý niệm ấy, tức là tư tưởng ý niệm ấy bất chánh, quý vị tạo ác nghiệp đã trái nghịch tâm tánh, vậy là quý vị sẽ bị đọa lạc, sai mất rồi. Tư tưởng và ngôn hạnh của quý vị phải luôn tương ứng với bản tánh. Bản tánh vốn lành, quý vị thấy Tam Tự Kinh nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, bản tánh vốn là lành. Hết thảy những thứ bất thiện chính là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Phàm tư tưởng và hành vi tương ứng với bản tánh, quý vị nhất định sẽ tăng tấn cao hơn. Đó là chuyện tốt đẹp, chẳng phải là chuyện xấu. Nhưng phải thật sự hiểu rõ đạo lý này. Giống như cây to hoặc trụ lớn, có thể gánh vác nâng đỡ, gánh lấy gánh nặng, giúp quý vị tăng tấn cao hơn từng cấp một. Quý vị nhìn vào chuyện này, nhất định phải thực hiện từ chính mình, hóa giải đối lập, hóa giải nghi lự, hóa giải mâu thuẫn, hóa giải sự chiếm hữu trong nội tâm của chính mình. Trong khi giảng kinh, chúng tôi thường xuyên nhắc tới điều này. Chớ nên có những ý niệm ấy, các ý niệm ấy chắc chắn sẽ gây thương tổn nghiêm trọng cho chính mình. À, hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi giảng tới chỗ này. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ ba kế tiếp. Nhược kiến tùng lâm, đưa nguyện chúng sanh, chư thiên cập nhân, sở ưng kính lễ. Tùng lâm là khá nhiều cây cối mọc cùng một chỗ, nó đã hiện tướng. Đem lại một sự khải thị, tức là khải thị về sự hoạt động xã hội của nhân loại. Trong rừng rậm, nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng, sẽ thấy cây cối đều cùng thuộc một loài, rất ít có giống khác mọc xen tạp. Đây chính là như kinh dịch đã nói: vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Do vậy ngay cả thực vật đều mọc theo từng loại một.
hình thành giống như một đoàn thể. Điều này đã ban cho chúng ta một khải thị: con người là động vật mang tính chất sống thành bầy đàn trong xã hội. Trong sự quần cư, điều quan trọng nhất là hòa thuận. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu: thiên thời chẳng bằng địa lợi, địa lợi chẳng bằng nhân hòa. Trong giáo học truyền thống của tổ tiên, hòa di quý. Phật pháp càng quan trọng cư xử hòa thuận. Tăng đoàn Phật pháp, bốn người sống cùng với nhau cùng tu, phải nên tuân thủ lục hòa kính. Đức Phật nói lục hòa, điều thứ nhất là kiến hòa đồng giải, điều thứ hai là giới hòa đồng tu, những điều còn lại là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt và lợi hòa đồng quân. Nói sáu điều. Cổ nhân tiên hiền nói ba điều, tức là nói đến thái hòa, trung hòa và bảo hòa. Đại vũ trụ là thái hòa. Giữa con người với nhau, con người và trời đất vạn vật, cư xử hòa thuận, điều này thuộc về trung hòa. Làm thế nào để gìn giữ mối quan hệ này dài lâu? Đấy là bảo hòa. Thật sự làm được ba điều hòa ý sẽ là thánh nhân, chẳng phải là phàm nhân. Làm được ba món hòa viên mãn, chẳng thiếu khuyết mảy may. Thưa cùng chư vị, tức là thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc mới có thể làm được. Thánh nhân nêu ra cho chúng ta thấy điều này, cho nên mới nói hòa di quý. Thực hiện từ chỗ nào? Thực hiện từ nội tâm. Nội tâm bất hòa, hễ chúng ta có ý niệm ích kỷ sẽ bất hòa. Nội tâm sẽ bất hòa. Có cái tâm danh lợi, nội tâm sẽ bất hòa. Có tham sân si sẽ bất hòa. Nội tâm bất hòa, thân thể sẽ không khỏe mạnh. Đặc biệt là tham sân si, Đức Phật gọi chúng là tam độc. Vi khuẩn gây bệnh nghiêm trọng nhất trong thế gian chính là những thứ này. Do bên trong có tham sân si, hệ bên ngoài vừa mới có một chút ô nhiễm, quý vị mới có thể cảm nhận ô nhiễm. Nếu quý vị chẳng có tham sân si, sẽ chẳng cảm nhận những thứ bên ngoài. Nói theo y học hiện thời, người ấy có năng lực miễn dịch, chẳng bị cảnh giới bên ngoài lây nhiễm. Từ bi có thể giải độc. Vì thế nói theo lý luận, lẽ ra con người chẳng bị mắc bệnh. Hễ bị bệnh, chắc chắn là tư tưởng và kiến giải của quý vị có sai lầm. Nếu quý vị có thể hoàn toàn tùy thuận thiên nhiên,
Thiên nhiên là Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa. Đức Phật đã dạy điều này hết sức rõ ràng, hết sức thân thiết. Đó là lục hòa. Thái Hòa, Trung Hòa và Bảo Hòa chính là điều thứ nhất, tức là kiến hòa đồng giải. Trong lục hòa bao gồm trong ấy. Thực hiện bằng cách nào? Đức Phật đã dạy rất cụ thể. Ba điều sau đó là để thi hành. Giới hòa đồng tu, quý vị nhất định phải giữ quy củ. Trong Phật Pháp, đấy chính là nói đến thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới, giới tỳ kheo, giới Bồ Tát ác cần phải tuân thủ. Lại tiến cao hơn, thoát ly mười pháp giới, trở về nhất chân pháp giới, có còn phải tuân thủ những quy luật ấy hay không? Phải. Quy luật là gì? Mười nguyện phổ hiền. Này chúng ta học tập 141 nguyện trong phẩm tịnh hạnh, chẳng phải là mười pháp giới, mà là nhất chân pháp giới. Do vậy lý này cũng rất sâu. Ai nấy đều tin tưởng dâng lời, xã hội này sẽ hòa thuận lắm. Triết học Trung Hoa có nói: hòa khí sanh tài. Lời này là thật chẳng giả. Người hiện thời hoài nghi hòa khí thì của cải do đâu mà có? Thật sự có. Nếu quý vị nắm vững nguyên lý sẽ chẳng hoài nghi. Nguyên lý là gì? Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Của cải là do tâm tưởng biến hiện. Có thể biến bùn đất thành vàng ròng hay không? Thưa cùng chư vị, có thể chứ? Vật chất trọn chẳng phải là chân thật. Khoa học hiện thời đã hiểu điều này. Tất cả vật chất bất quá là do công thức cấu tạo khác nhau mà thôi. Thật ra vật chất cơ bản giống hệt như nhau. Có nghĩa là ngày nào đó quý vị có năng lực khiến cho tất cả vật chất biến hóa thuận theo lòng mong muốn, vậy là được rồi. Cảnh giới này sẽ hiện tiền. Ở nơi đâu? Thế giới cực lạc là như thế đó. Thế giới hoa tạng là như thế đó. Cư dân bên ấy thuận theo lòng mong muốn, tâm tưởng sự thành, chẳng cần lo toan, chẳng cần tạo tác. Ha, có phải sống vất vả như loài người chúng ta? Chẳng cần. Hòa khí sanh tài là thật, chẳng giả. Giờ quý vị bất hòa, bản thân quý vị cũng bất hòa. Một kẻ thường cáo giận, đối xử tốt với kẻ này, đối xử tệ với kẻ kia, sẽ là bất hòa. Nếu thật sự hòa, do hòa sẽ bình. Quý vị đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật, chắc chắn là bình đẳng. Do vậy là hòa. Bất bình thì lấy đâu ra hòa?
bất bình cũng chẳng thanh tịnh. Trong ấy có đạo lý to lớn. Trông thấy rừng cây, bèn nghĩ đến rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Do vậy vào thời cổ, đạo tràng của Phật giáo được gọi là Tùng Lâm. Khá nhiều người tu hành cùng một chỗ, ở chung một chỗ, sinh hoạt với nhau, giống như rừng cây vậy. Do vậy trông thấy rừng cây, khi quý vị đi khất thực, nhất định sẽ gặp phải. Dẫn phát quan nguyện của Bồ Tát, chư thiên cập nhân sở ưng kính lễ. Chư thiên và người đáng nên kính lễ. Niệm nào cũng đều chớ nên quên mất chữ kính này. Phàm phu khác Phật Bồ Tát ở chỗ nào? Phật Bồ Tát thời thời khắc khắc gìn giữ lễ kính chư Phật. Hoa Nghiêm là cảnh giới phổ hiền. Tỳ Lô Giá Na Phật trong kinh Hoa Nghiêm biểu thị bản thể của vạn hữu trong vũ trụ. Tỳ Lô Giá Na Phật chẳng có hình tướng. Ngài chính là pháp tánh. Tuy chính Ngài chẳng có hình tướng, Ngài có thể hiện hết thảy hiện tướng. Có thể biến hết thảy hiện tướng. Đó là gì? Đây là Ngài khởi tác dụng. Có thể sẽ có dụng, hễ có dụng sẽ có thể hiện tướng. Do vậy Tỳ Lô Giá Na tượng trưng cho lý thể. Xét đến ý nghĩa của Tỳ Lô Giá Na, Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, có nghĩa là biến nhất thiết xứ. Đương nhiên cũng là trọn khắp hết thảy các thời, có ý nghĩa này. Trọn khắp hết thảy mọi nơi đây nha. Nói thật ra ngay cả hư không cũng do nó biến hiện. Các nhà vật lý học hiện thời đã dần dần phát hiện hư không cũng chẳng phải là thật, thời gian và không gian đều chẳng phải là thật. Rất khó có, và cũng là khá thông minh. Họ đã phát hiện từ mấy ngàn năm trước, Đức Phật đã dạy chuyện này rất rõ ràng. Nó khởi dụng, dụng là do hai cương lãnh, một là giải, hai là hạnh. Hai môn giải và hạnh. Giải thuộc về trí huệ, lý giải. Chúng ta thường gọi nó là gì? Phật tánh. Nói pháp tánh thì pháp tánh là tổng. Nói pháp tánh là nói đến lý thể. Nói Phật tánh là nói đến trí huệ dùng sẵn có trong pháp tánh. Chúng ta gọi trí huệ bát nhã là Phật tánh. Phật tánh là giác tánh, bổn giác. Khởi tín luận bảo
bổn giác vốn có. Bổn giác là Phật tánh. Vì thế, hết thảy hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh, bổn giác vốn có mà. Mê, mê là bất giác vốn không. Vì thế bất giác là tập tánh. Cổ nhân nói, bản tánh vốn thiện. Thiện ở đây chẳng phải là thiện trong thiện ác. Thiện theo kiểu thiện ác là tập tánh, chẳng phải là bản tánh. Trong bản tánh chẳng có thiện ác. Đây mới là chân thiện. Thiện và ác đều chẳng có, nó mới thật sự thanh tịnh. Hễ có thiện và có ác thì đã bị nhiễm bẩn. Nó thật sự thanh tịnh bình đẳng, chẳng phải là tương đối. Chúng ta phải hiểu điều này. Hạnh môn là sự tình thiên biến vạn hóa. Thiên biến vạn hóa nơi mặt sự, quý vị đều có thể lý giải. Có thể lý giải, đó là một phần giác, một phần trí huệ. Do vậy đó là Phật tánh. Còn như thiên biến vạn hóa, danh từ sẽ là pháp thân. Mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Trong kinh Hoa Nghiêm, vị biểu thị trí huệ chính là Văn Thù Bồ Tát. Vị biểu thị hạnh môn chính là Phổ Hiền Bồ Tát. Hoa Nghiêm quan trọng hạnh nên xếp Phổ Hiền Bồ Tát hàng nhất, Văn Thù Bồ Tát xếp hàng thứ hai. Trong nghi thức, chúng ta thấy cách xếp đặt hình tượng Phật Bồ Tát, thờ phụng tượng Phật trong Phật môn nhất định là một vị Phật, hai vị Bồ Tát. Đức Phật biểu thị bản thể, hai vị Bồ Tát thì một vị biểu thị giải môn, vị kia biểu thị hạnh môn. Quý vị nhìn vào cách thờ phụng sẽ biết, một vị biểu thị giải môn, vị kia biểu thị hạnh môn. Quý vị nhìn vào cách thờ phụng của họ sẽ biết tông phái ấy chú trọng hạnh môn hay là giải môn. Vừa thấy sẽ biết ngay. Trong Tịnh Độ Tông, quý vị thấy Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát được xếp vào thượng vị, Đại Thế Chí Bồ Tát xếp tại hạ vị. Vừa thấy bèn biết tông phái này quan trọng hạnh. Quán Thế Âm Bồ Tát biểu thị hạnh, Đại Thế Chí Bồ Tát biểu thị giải, biểu thị trí huệ. Đối với cách thờ trong Tông Hoa Nghiêm, quý vị nhìn vào thì Văn Thù Bồ Tát được xếp thứ nhất, Phổ Hiền Bồ Tát được xếp sau đó. Sẽ biết Tông Hoa Nghiêm thuộc về giáo hạ, coi trọng giải môn. Đã giải rồi mới tu. Tịnh Tông chẳng phải như vậy. Tịnh Tông vừa mở đầu đã coi trọng tu, vừa tu vừa cầu giải, xếp tu vào hàng đầu. Quý vị nhìn vào cách thờ hình tượng sẽ thông hiểu. Như trong cách thờ của Tông Thiên Thai, Tông Thiên Thai thờ Thích Ca Mâu Ni Phật chính giữa. Hai vị tôn giả thì một là thờ A Nan, vị kia là thờ Ca Diếp. A Nan được thờ ở vị trí thượng thủ, Ca Diếp thờ tại vị trí hạ thủ. Vừa nhìn bèn biết họ coi trọng giải môn. Giải trước đã,
trước giải sau hạnh. Giáo hạ đều là giải trước hạnh sau. Vì thế quý vị nhìn vào cách thờ tượng Phật sẽ biết tông phái ấy thiên về môn nào. Hai môn giải và hạnh đều trọng yếu. Tuy vậy, từ đầu cho đến chỗ này của Kinh Hoa Nghiêm toàn là do Giang Thù Bồ Tát biểu thị pháp. Giang Thù Bồ Tát đóng vai trò chủ đạo. Phẩm kinh này tuy do Trí Thủ Bồ Tát nói, Giang Thù Bồ Tát nêu câu hỏi, nêu ra khá nhiều câu hỏi, Trí Thủ Bồ Tát giải đáp từng chuyện một. Do vậy, nói theo cách hiện thời, Giang Thù Bồ Tát là người chủ trì. Nhưng đến phần cuối cùng của kinh, mười đại nguyện dương hướng dẫn về cực lạc. Vì thế cổ nhân nói Hoa Nghiêm là đại bổn của kinh Vô Lượng Thọ, rất có lý. Nếu chúng ta đối với tịnh độ chẳng đủ tín tâm, hoài nghi, hãy nên làm như thế nào? Học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nói cặn kẽ, nói minh bạch. Tôi nảy sanh tín tâm đối với tịnh độ xác thực là do Hoa Nghiêm. Nếu chẳng đọc Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối sẽ đánh dấu hỏi đối với tịnh tâm. Nghi vấn là chướng ngại lớn nhất cho người tu hành. Nhưng trong hạnh môn, quan trọng nhất là học từ chỗ nào. Chuyện này không chỉ là trong Phật Pháp, ngay cả Pháp Thế Gian cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chúng ta làm người, cầu học, tu hành thì bắt đầu từ nơi đâu? Ngay từ một chữ kính. Quý vị nhìn vào truyền thống Nho gia, câu đầu tiên trong lễ ký là khúc lễ viết vô bất kính. Trong các sám nghi, tức các nghi thức sám hối để bái sám, câu đầu tiên là nhất thiết cung kính, nhất tâm đảnh lễ. Quý vị thường thấy câu ấy sẽ biết nhập môn từ nơi ấy. Có người hỏi Ấn Quang Đại Sư, có bí quyết để khế nhập cảnh giới của Phật hay không? Ấn Quang Đại Sư bảo có. Bí quyết là gì? Thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Quý vị học Phật mà chẳng đạt được gì là do quý vị chẳng có công phu thành kính. Thành là chẳng có hư ngụy. Phật Pháp bảo trực tâm là đạo tràng. Khởi tín luận nói đến Bồ Đề Tâm, đầu tiên là trực tâm. Trực tâm là chân tâm, là thể của Bồ Đề Tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng về Bồ Đề Tâm, gọi cái thể của Bồ Đề Tâm là Chí Thành Tâm. Khởi tín luận gọi Chí Thành Tâm là trực tâm.
Trực tâm là chí thành tâm, chân thành. Có thể đương nhiên là có dụng. Đức Phật giảng cặn kẽ, dụng có tự thọ dụng và tha thọ dụng. Tức là chúng ta dùng cái tâm gì đối với chính mình, dùng cái tâm như thế nào để đối đãi kẻ khác. Đối với chính mình thì gọi là thâm tâm, đối với người khác thì gọi là đại bi tâm. Nói cách khác, đối với người khác phải đại từ đại bi, đối với chính mình phải thâm tâm. Thâm tâm là gì? Rất khó nói cho rõ ràng. Tôi đọc các bạn chú giải của khá nhiều vị tổ sư đại đức từ xưa, tôi thấy cũng rất khó vừa lòng. Càng xem càng mê hoặc, càng giảng người ta càng nghe không hiểu. Về sau tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, đột nhiên hiểu rõ thanh tịnh bình đẳng giác trong tựa đề kinh Vô Lượng Thọ chính là thâm tâm. Do vậy đối với chính mình phải gìn giữ cái tâm thanh tịnh, phải gìn giữ cái tâm bình đẳng, gìn giữ cái tâm giác, giác chứ không mê. Đấy là thâm tâm. Tôi giảng Bồ Đề Tâm thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Những điều này mọi người dễ hiểu. Chúng ta khởi tâm động niệm đều có thể tương ứng với năm điều ấy. Đó gọi là phát Bồ Đề Tâm. Nếu quý vị khởi tâm động niệm trái nghịch với những điều ấy sẽ chẳng có Bồ Đề Tâm. Chẳng có Bồ Đề Tâm thì là luân hồi tâm. Trên cơ bản quý vị là hư ngụy. Hư ngụy không chỉ là đối với kẻ khác, mà đối với chính mình cũng hư ngụy. Mê mất bản thể của cái tâm Bồ Đề. Mê mất bản thể, đương nhiên cái tâm của quý vị sẽ chẳng thanh tịnh. Quý vị có tham sân si mạn, có lòng ích kỷ, có thị phi nhân ngã, có tham cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Quý vị có cái tâm cao thấp, có kiêu căng ngã mạn, tâm quý vị bất bình đẳng. Quý vị chẳng thể đối đãi chúng sanh một mực nhân từ như nhau. Ta đối với con người thì rất bình đẳng, nhưng đối với muỗi ruồi kiến thì có bình đẳng hay không? Đối với muỗi ruồi kiến cũng phải bình đẳng. Đối với các thứ bùn đất cát có bình đẳng hay không? Đối với khoáng vật cũng phải bình đẳng. Chẳng dễ dàng. Vì sao bình đẳng? Cùng do pháp tánh biến ra. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, cùng một tánh thức. Do vậy kinh Hoa Nghiêm nói: tình và vô tình cùng viên thành chủng trí. Nói rất viên mãn. Tình là hữu tình chúng sanh, bao gồm nhân loại, bao gồm động vật, đều xem như có tình cảm. Nay chúng ta nói vô tình là thực vật, khoáng vật và hiện tượng tự nhiên, cùng viên thành chủng trí. Viên là viên mãn. Chủng trí là thành Phật, đạt đến địa vị Phật rốt ráo. Làm sao có thể khinh dễ cho được? Làm sao có thể chẳng có tâm cung kính? Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta trong hạnh môn,
Ngài đã quy nạp vô lượng hạnh nguyện thành 10 loại lớn. Loại thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chẳng làm được điều này, sẽ chẳng đạt đến Phật Pháp giới, là Pháp giới cao nhất trong 10 Pháp giới. Người nào có thể làm được Pháp thân Bồ Tát? Ngài đã vượt thoát 10 Pháp giới, trụ trong nhất chân Pháp giới, có thể làm được. Còn có một pháp môn đặc biệt, giảng sanh thế giới Cực Lạc sẽ có thể làm được. Này chúng ta học tập, mức độ thấp nhất phải giống như Nho Gia đã nói, phàm là người đều phải nên yêu thương. Quý vị có thể làm được điều này đôi chút đã là khá lắm rồi. Tuy chưa thể viên mãn, tuy chẳng thể đạt tới mục tiêu, nhưng có cùng một phương hướng. Đấy là điều hết sức khó có, hết sức đáng quý. Quý vị có thể yêu thương người khác sẽ chẳng thể hại người. Quý vị có thể yêu thương người khác sẽ tôn kính người khác. Quý vị có thể yêu thương con người sẽ có thể chăm lo cho người khác, tự nhiên có thể giúp đỡ người khác. Tự hành rồi sau đó sẽ có thể giáo hóa người khác. Chính mình chẳng làm được, toan dạy người khác, giả trách. Vì sao quý vị nói đến nỗi hoa trời rơi tán loạn, bản thân quý vị chẳng làm được, người khác sẽ đánh dấu hỏi ngay sau đó, người đang lừa dối chúng ta. Nói nghe bùi tai như vậy, chính ngươi chẳng làm được. Vì sao người ta chẳng phục? Làm sao để khiến cho người khác phục? Ta làm được, tôi làm được rồi mới nói cho quý vị nghe, quý vị sẽ phục. Tôi nêu gương cho quý vị thấy. Vì thế tôi thường nói, trên thế giới có khá nhiều nhà tôn giáo, những vị sáng lập tôn giáo, Đức Phật, Gia Tô, Ma Tây, một hãng mặt Đức, Khổng Tử, Lão Tử, đều là tự mình hoàn toàn làm được rồi mới nói. Không có ai chẳng phục. Vì thế đối với lễ kính chư Phật này, chúng ta tối thiểu phải thực hiện bằng phàm là người đều phải thương yêu. Phàm là người thì đều nên lễ kính. Kính là nội tâm, lễ là bề ngoài. Phải nghiêm túc thực hiện. Hiện thời toàn thể thế giới động loạn. Nếu quý vị hỏi nguyên nhân gây ra động loạn ư? Do đánh mất lễ kính. Giữa con người với nhau chẳng có lòng yêu thương, chẳng có cung kính, chẳng có lễ phép. Làm sao họ chẳng loạn cho được? Thiện nhân thế gian và xuất thế gian đều đặc biệt coi trọng giáo dục. Nho Gia nói đến lễ, Phật Pháp nói đến giới, tức giới luật. Trong giới luật bao hàm oai nghi, lễ kính ở trong oai nghi. Vì thế chẳng có giới sẽ chẳng có Phật, chẳng có lễ sẽ chẳng có Nho. Nay mọi người đều biết Phật Pháp suy di. Người học Phật rất nhiều, vì sao Phật Pháp suy di?
Người học Phật tuy đông, không trì giới. Nghĩ trì giới quá khó. Niệm Phật mà không trì giới thì có thể giảng sanh hay không? Chẳng thể giảng sanh. Chúng tôi đã nói lời này rất nhiều. Từ xưa tổ sư đã rất từ bi, nêu bày trì giới niệm Phật. Đó là đối ứng với đại chúng trong xã hội hiện tiền mà nói. Kẻ tại gia học Phật chẳng làm được thập thiện. Chẳng làm được tam quy ngũ giới. Làm sao có thể thành tựu cho được? Vì thế ngày hôm qua có khá nhiều đồng học hỏi về vấn đề niệm Phật giảng sanh. Tôi cũng giải đáp cho mọi người. Quý vị hãy khéo suy ngẫm. Thập thiện, tam quy, ngũ giới chẳng làm được. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu có thể giảng sanh hay không? Chẳng thể. Tiêu chuẩn của thiện và ác là giới luật. Tại gia học Phật thì thập thiện, tam quy, ngũ giới nhất định phải làm được, quý vị mới có thể giảng sanh. Mở kinh ra, thiện nam tử, thiện nữ nhân có phần của quý vị. Đấy chính là tiêu chuẩn của thiện. Nếu chẳng có điều ấy, quý vị chẳng phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Mỗi ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu vẫn chẳng thể giảng sanh. Dùng phương pháp niệm Phật để niệm, chớ nên bỏ mất nhân tố trì giới. Như vậy thì được, sẽ có công đức. Nhưng vì sao chẳng làm được? Chúng ta phải tìm ra cội rễ. Đức Phật đã nêu cội nguồn. Trong kinh Phật Tạng, Đức Phật đã dạy, nếu không học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Đức Phật. Học Phật chẳng thể vượt cấp. Phải tuân theo thứ tự, từ tiểu thừa cho đến đại thừa, quý vị mới có cơ sở. Thập thiện nghiệp đạo là đại thừa, chung cho đại lẫn tiểu thừa. Chúng ta hãy suy ngẫm về Trung Hoa. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, xác thực là kinh điển tiểu thừa truyền sang khá phong phú, gần như là truyền sang toàn bộ. Trong tạng kinh hiện thời, phần Tứ A Hàm chính là kinh tiểu thừa. Nhưng tiểu thừa ở Trung Hoa đại khái là từ giữa đời Đường trở đi, tiểu thừa bèn suy, chẳng có ai học. Vào thời Đường, tiểu thừa có hai tông, tức Câu Xá Tông và Thành Thật Tông. Rất nhiều người cũng chẳng biết hai tông ấy. Danh xưng của chúng biến thành danh từ lịch sử, chẳng còn nữa. Vì thế tại Trung Hoa chỉ có 8 tông đại thừa. Có thể thành tựu hay chăng? Trải các đời, người thành tựu vẫn thật sự chẳng ít. Do nguyên nhân nào? Người học Phật tại Trung Hoa, bất luận tại gia hay xuất gia, chẳng có ai không học nho, chẳng có ai không học đạo. Tức là đặt dưỡng cơ sở,
trên thư tịch của đạo gia và sách vở của nho gia. Vậy thì được. Cơ sở ấy so ra trọn chẳng thua kém cơ sở tiểu thừa, cho nên vẫn được. Đến thế hệ của chúng ta rắc rối nảy sanh, chẳng có cơ sở nho, chẳng có cơ sở đạo, cơ sở tiểu thừa cũng chẳng có. Do vậy tu thập thiện khó khăn, xuất hiện vấn đề ở chỗ này. Vì thế trong những năm qua chúng tôi cực lực đề xướng đệ tử quy. Vì sao? Đệ tử quy là cội rễ của nho gia. Chúng ta kiến lập Phật pháp, từ cội rễ này sẽ là đúng, Phật pháp có thể sống động. Giống như trong thực vật, những mầm cây nhỏ dùng nước đất để giúp nó tăng trưởng. Ta dùng đệ tử quy để dung bồi tăng trưởng Phật pháp. Nếu chẳng có căn cội ấy, sẽ thực hiện thập thiện nghiệp đạo rất khó. Đạo lý ở chỗ này. Do vậy chúng ta phải khẳng định đệ tử quy thuộc về giới luật, là giới luật cơ bản, là cơ sở của thập thiện nghiệp. Có đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, sau đấy lại học tam quy ngũ giới, người ấy sẽ có thể thực hiện được. Hiện thời ngay cả tam quy và ngũ giới cũng đều chẳng thể thực hiện. Tam quy là tổng cương lãnh, tổng nguyên tắc do Phật Bồ Tát truyền dạy cho chúng ta, vừa nhập môn bèn truyền cho chúng ta, khiến cho chúng ta biết phương hướng ấy, biết mục tiêu ấy. Phật là giác chứ không mê, pháp là chánh chứ không tà, tăng là tịnh chứ chẳng nhiễm. Do vậy Phật pháp tăng là giác chánh tịnh. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói rõ ràng, Ngài trao truyền quy y cho kẻ khác, chẳng đọc quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ngài đọc quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Thuở trước tôi xem Đàn Kinh thấy đoạn ý, bèn suy nghĩ, vì sao Ngài phải nói theo kiểu như vậy? Từ xưa tới nay đều là niệm quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, vì sao Lục Tổ lại thay đổi? Vào thời đại Lục Tổ, Phật pháp đã truyền đến Trung Hoa 600-700 năm. Chắc là thời gian đã lâu, thường nói là càng truyền càng sai ngoa. Mọi người đối với ý nghĩa của Phật pháp tăng đều mơ hồ, nảy sanh hiểu lầm, chẳng đạt được lợi ích thực sự từ tam quy. Vì thế Tổ sửa lại, sửa rất có lý. Tiếp đó Ngài giải thích, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Ngài có giải thích ngay sau đó. Này, chúng ta khởi tâm động niệm là giác hay mê, là chánh hay tà, là tịnh hay nhiễm? Này, chúng ta khởi tâm động niệm vẫn rơi vào mê tà nhiễm, hà có giác chánh tịnh? Tam quy như vậy là giả trất, chẳng thật. Làm được điều nào trong ngũ giới? Ta chẳng giết người,
Nhưng quý vị có giết mũi kiến hay chăng? Mũi cắn quý vị chẳng phải là quý vị đập bốt một phát khiến cho nó chết tươi ư? Quý vị nhìn thấy dáng thấy chuột, có ý niệm giết chúng hay không? Hễ có ý niệm ấy, theo Pháp Đại Thừa quý vị đã phá giới. Giới Đại Thừa luận tâm chẳng luận sự. Quý vị khởi tâm động niệm còn có ý niệm sát, dẫu chẳng có sát nghiệp nhưng sát tâm chẳng đoạn. Đối với trộm cắp, ta chẳng cướp đoạt của kẻ khác, cũng chẳng ăn trộm của người ta, nhưng có ý niệm chiếm đôi chút tiện nghi hay không? Hễ có ý niệm chiếm tiện nghi, tức là chẳng dứt cái tâm trộm cắp. Vậy thì làm sao được? Hiện thời có rất nhiều người đối với chuyện đóng thuế cho quốc gia luôn tìm cách sao cho có thể đóng ít hơn đôi chút. Đấy là cái tâm gì vậy? Tâm trộm cắp. Khó lắm, thật sự là khó. Đối với điều này, trong một đời tôi đã từng thấy một vị. Cựu hiệu trưởng của tôi xưa kia là tiên sinh Châu Bang Đạo, chẳng có mảy may ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Những chuyện khác tôi không dám nói, chứ điều này chính mắt tôi thấy, đích thân trông thấy. Khi cụ làm chánh vụ thứ trưởng của khảo tuyển bộ, tức là phó bộ trưởng, nhà nước cấp cho cụ một chiếc xe. Cụ đi làm, đi công tác, bèn ngồi xe ấy. Nhưng đi thăm bạn bè riêng tư thì vẫn ngồi xe công cộng. Cụ nói đó là việc riêng của tôi, chẳng thể lãng phí xăng của nhà nước. Chánh quyền gắn điện thoại cho cụ, chuyện công thì cụ dùng điện thoại ấy. Cụ có chuyện gì thuộc về cá nhân cần gọi điện thoại, bèn ra trạm điện thoại công cộng ngoài ngõ để gọi. Do vậy con trai cụ là bạn học của chúng tôi có nói ông già ấy quá ương bướng. Chánh quyền cấp cho mình sử dụng là được rồi. Ông lão cố chấp đến mức độ như thế đó. Vì thế con cái cụ khi ở nhà muốn gọi điện thoại cho bạn bè đều không được, nhất định phải ra đầu ngõ gọi điện thoại công cộng. Làm như thế mới thật sự là chẳng có cái tâm trộm cắp. Quý vị liền biết là chẳng dễ dàng đâu nhé. Từ tuổi trung niên trở đi, thầy Châu theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học Phật. Nhìn từ sự hành trì ấy, chúng ta thấy người làm quan chẳng có một mảy ý niệm tham ô, rất hiếm có. Giữ bổn phận, tiền lương của chính mình cũng không dư giả cho lắm, trong nhà hết sức tiết kiệm, tiết kiệm để còn giúp đỡ thân thích bằng hữu tại đại lục. Hàng tháng cụ đều gửi chút tiền về đó. Đời này chúng tôi thấy vị ấy bội phục năm dốc sát đất. Bởi lẽ thầy dạy chúng tôi, thầy nói xong bèn làm được. Trong nhà trường xưa kia là như vậy đó.
Vì thế các đồng học chúng tôi vĩnh viễn cảm niệm cụ hiệu trưởng ấy. Xác thực là có phong vị của cổ nhân. Đối đại với bất luận kẻ nào, cụ đều lễ độ. Khiêm hư hạ mình, cụ luôn làm cho chúng tôi trông thấy. Tại Đài Trung Liên xã, cụ làm công quả, quét sàn. Khách từ bên ngoài đến viếng thăm thầy Châu, cụ hỏi vị nào? Thưa Châu Ban Đạo. Cụ chẳng nói gì hết, làm xong việc trở ra sau, mặc quần áo đàng hoàng ra tiếp khách. Chính là tôi đây. Người ta thấy vậy sững sờ, lúc mới vào cứ tưởng cụ là nhân viên tạp vụ của liên xã, chẳng có một tí kênh kiệu nào. Thật sự có học vấn, thật sự có đạo đức. Vì thế chúng ta phải hiểu tu hành thực hiện từ chỗ nào. Hôm nay đọc đến phần kính lễ này mới hiểu phải kính lễ bất luận đối với ai. Trước kia ở Đại Lục, thầy Châu từng làm sảnh trưởng của giáo dục sảnh tỉnh Giang Tây, là giáo sư đại học. Đối xử với người hầu đều luôn khách sáo. Cho nên người nào chỉ cần tiếp xúc cụ, chẳng có ai không bội phục. Gia giáo hết sức nghiêm ngặt. Còn cái cụ thường nói với tôi, làm học trò của cụ thì được, chứ làm con cụ khổ lắm, rất khó chịu. Còn cái cụ thường kể khổ trước mặt chúng tôi, họ bị quản thúc quá nghiêm. Con cái đã khôn lớn cả rồi, đều đã 30-40 tuổi rồi, vẫn bị quản thúc như trẻ nhỏ, rất nghiêm ngặt. Những ưu điểm trong suốt cuộc đời thầy quá nhiều, đáng cho chúng ta học tập, đáng cho chúng ta ngưỡng mộ. Cụ đã thực hiện giáo huấn của Phật Đà và giáo huấn của Thánh Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật. Chư Phật là quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Vị lai Phật là ai? Hết thảy chúng sanh là vị lai Phật. Do vậy đối với hết thảy chúng sanh đều phải lễ kính. Đạo lý ở ngay chỗ này. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ của chúng ta trong quá khứ, là vị lai chư Phật. Nếu quý vị thật sự hiểu hai câu này, sẽ thấy lễ kính chư Phật chẳng khó. Nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới đây. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hành Phẩm, phần 34 hết.